Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Các quan chức cấp cao Nga giấu tên ngày 13 tháng 2 tiết lộ về loạt cuộc liên lạc giữa Moscow và Washington cuối năm ngoái và đầu năm nay. Trong đó, tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất đóng băng xung đột và giữ nguyên hiện trạng tiền tuyến để chấm dứt giao tranh. Ông chủ điện Kremlin quyết không từ bỏ những khu vực do Nga kiểm soát, nhưng một số quan chức Nga cho rằng đây là giải pháp tốt nhất để đạt được hòa bình. Một quan chức giấu tên cho hay, thông điệp được gửi tới Mỹ qua nhiều kênh trung gian, trong đó có các đối tác của Nga tại Trung Đông. Các bên trung gian bắt đầu gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối năm 2023. Đề xuất của ông Putin sau đó được chuyển đến Washington và được thảo luận trong cuộc họp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Jack Sullivan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, Bill Burns và Ngoại trưởng Anthony Blinken quan chức nga giấu tên cho biết ý tưởng là sullivan sẽ đối thoại với cố vấn điện kremlin yuri usakov nhằm đề ra những bước đi tiếp theo cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng sullivan liên lạc với cố vấn điện kremlin usakov vừa qua nói rằng washington sẵn sàng thảo luận với moscow về nhiều mặt trong quan hệ song phương nhưng sẽ không đàm phán ngừng bắn nếu thiếu kiev điện kremlin cho rằng duy trì liên lạc với mỹ về vấn đề này sẽ không mang lại kết quả và tiếp tục theo đuổi chiến dịch tại ukraine mọi thứ sụp đổ bởi người mỹ họ không muốn gây áp lực với ukraine một quan chức khác nói thêm, các nguồn tin Nga bày tỏ thất vọng với nỗ lực đàm phán, cho rằng Mỹ liên tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng không sẵn sàng thúc đẩy nước này ngồi vào bàn đàm phán. Họ nhận định Mỹ không tin tưởng đề xuất ngừng bắn do tổng thống Putin đưa ra. Một người nói, Mỹ không tin rằng tổng thống Putin muốn ngừng bắn, dù ông ấy thực sự muốn làm vậy. Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin cũng sẵn sàng chiến đấu tới cùng và Nga có thể làm điều đó, một người nói. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về quá trình liên lạc thất bại giữa Moscow và Washington. Giới chức Nga và Mỹ chưa bình luận về thông tin. Một quan chức Mỹ giấu tên phủ nhận nước này có liên lạc hậu trưởng với Nga, khẳng định Washington sẽ không đàm phán sau lưng Kiev. Cũng liên quan đến tình hình xung đột, ngày 13 tháng 2, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã bác bỏ gói cứu trợ dành cho Ukraine sau khi Thượng viện Mỹ trước đó cùng ngày đã thông qua dự luật tương tự, cũng như bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố Ông không có ý định cho phép biểu quyết về dự luật chi tiêu ngân sách 95 tỷ đô la Mỹ, phần lớn bao gồm các khoản viện trợ dành cho Ukraine. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông không thể chấp nhận dự luật này mà không bao gồm các biện pháp siết chặt mới nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp vào Mỹ qua ngả biên giới phía nam. Từ nhiều tháng qua, nỗ lực viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã gần như bị tê liệt do tình trạng hỗn loạn tại Quốc hội. Phía đảng dân chủ tại thượng viện đã hợp tác với đảng cộng hòa để soạn thảo một dự luật chung bao gồm cả viện trợ nước ngoài cũng như các biện pháp siết chặt an ninh biên giới nhất trong nhiều thập kỷ. Dự luật sau đó đã được đa số nghị sĩ thông qua tại Thượng viện, tuy nhiên ông Johnson khẳng định sẽ bác bỏ tại Hạ viện. Tuyên bố trên đã khiến Thượng viện ngày 13 tháng 2 phải đưa ra một phiên bản dự luật khác, chỉ bao gồm các khoản viện trợ nước ngoài nhưng một lần nữa bị chủ tịch Hạ viện bác bỏ. Các quan chức Israel ngày 13 tháng 2 cho biết, giám đốc viện tình báo và chiến dịch đặc biệt Israel, Mossad David Bania dự kiến gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Anthony, người từng làm trung gian cho các lệnh ngừng bắn trước đây tại giải Gaza, sẽ tham gia cuộc đàm phán giữa lãnh đạo CIA và Mossad, theo các quan chức Israel. Các nguồn tin tại Mỹ quen thuộc với vấn đề vừa qua xác nhận, Giám đốc CIA sẽ tới Cairo để đàm phán về đề xuất đình chiến do Qatar làm trung gian, sau khi Israel bác bỏ đề nghị mà Hamas đưa ra. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm vào Hamas và đưa quân vào thành phố Rafah, phía nam giải Gaza, nơi có khoảng 1,4 triệu người đang tìm nơi trú ẩn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller tuyên bố nước này không ủng hộ kế hoạch quân sự tổng lực của Israel nếu không có kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho dân thường tại Rafah. Bình luận được ông Mueller đưa ra vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF mở chiến dịch giải cứu hai con tin tại thành phố Rafah. Các trận không kích dữ dội trong chiến dịch của IDF khiến khoảng 100 người Palestine tại Rafah thiệt mạng theo cơ quan y tế giải Gaza. Cũng liên quan đến xung đột tại giải Gaza, trước đó RT đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch do Hamas đề xuất, đồng thời khẳng định không có giải pháp nào khác ngoài chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Cụ thể, kế hoạch ngừng bắn do Hamas soạn thảo đề xuất một lệnh ngừng bắn gồm 3 giai đoạn, kéo dài 135 ngày, trong đó con tin Israel sẽ được đổi lấy tù nhân Palestine. Công việc tái thiết sẽ bắt đầu ở Gaza và các cuộc đàm phán nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ được tổ chức trong khi quân đội Israel rút khỏi giải đất này. Kế hoạch này sau đó bị dò dỉ cho truyền thông và bị phía Israel bác bỏ. Ông Netanyahu cho biết, kế hoạch ngừng bắn của Hamas mà chúng ta vừa nghe sẽ không mang lại tự do cho các con tin. Nó còn thúc đẩy thêm một cuộc khủng hoảng mới, điều không công dân Israel nào mong muốn. Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel sẽ đảm bảo rằng Gaza được phi quân sự hóa mãi mãi và duy trì các hoạt động quân sự ở giải đất bất cứ khi nào để đảm bảo Hamas không thể quay trở lại. Chúng tôi đang trên đường hướng tới chiến thắng hoàn toàn Ông Netanyahu tuyên bố và nói thêm rằng chiến thắng là có thể đạt được không phải là vài năm hay vài chục năm mà là vài tháng. Việc ông Netanyahu nhấn mạnh vào chiến thắng toàn diện đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa Tel Aviv và Washington, cũng như việc ông bác bỏ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ với người Palestine. Trong khi Mỹ chưa tán thành bất kỳ đề xuất ngừng bắn cụ thể nào, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp cả ông Netanyahu và Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ coi việc thành lập một nhà nước Palestine là cách tốt nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực. Các lực lượng Israel đã tiến hành xung đột chống lại Hamas ở giải Gaza trong hơn 120 ngày và theo ông Netanyahu đã đạt được những thắng lợi chưa từng có. Tuy nhiên, trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố rằng nước này đã loại bỏ 20.000 chiến binh Hamas, thì cơ quan y tế Palestine ở Gaza lại tuyên bố rằng khoảng 2 phần 3 trong số 27.000 người thiệt mạng ở khu vực này là phụ nữ và trẻ em. Theo tờ Wall Street Journal, tính đến cuối tháng trước, các quan chức tình báo Mỹ tin rằng Israel đã loại bỏ khoảng 5.000 thành viên Hamas. Thủ tướng Israel phủ nhận thông tin cho rằng Hamas tái kiểm soát một số khu vực ở phía bắc Gaza và nói rằng việc loại bỏ hoàn toàn lực lượng Hamas là một quá trình cần có thời gian. Ngày 13 tháng 2, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, đã công bố đoạn video mà ông nói là cho thấy thủ lĩnh Hamas ở Gaza, Yahya Sinwar, đi qua một đường hầm phía dưới thành phố Khan Yunis vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Đoạn video được ghi lại bởi camera an ninh nằm trong số những đoạn video mà IDF có được kể từ khi xung đột Israel Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cho thấy một người đàn ông dẫn một phụ nữ trẻ em và một người đàn ông khác đi dưới đường hầm. Chuẩn đô đốc Hagari nói rằng những người trong video bao gồm Sinoa, vợ và các con của ông ta đang được anh trai của nhân vật này dẫn đường. Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo trên truyền hình, chuẩn đô đốc Hagari không trả lời các câu hỏi về việc quân đội Israel biết gì về nơi ở hiện tại của thủ lĩnh Hamas nhưng nói rằng Israel đang truy đuổi Sinoua dù sống hay thiệt mạng. Chuẩn đô đốc Hagari nhấn mạnh, trong khi người dân Gaza đang phải chịu đựng đau khổ trên mặt đất thì thủ lĩnh Hamas lại ẩn náu trong các đường hầm dưới lòng đất, chạy trốn như một kẻ hèn nhát cùng với các thành viên trong gia đình. Cùng với việc phát lại đoạn video của IDF, hãng tin Reuters của anh cho biết, họ không thể xác minh độc lập địa điểm những người xuất hiện trong video hoặc ngày quay video. Tin cho biết, tổng tư lệnh Hossein Salami đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đồng thời bình luận về những thành tiệu mới của Hải quân IRGC. Ông Salami cho biết vụ phóng trên là một phần của hoạt động hợp tác chung giữa Sư đoàn Hàng không Vũ trụ và Hải quân IRGC. Quan chức này khẳng định thành tiệu mới đã tăng phạm vi ảnh hưởng và sức mạnh Hải quân của Iran tới bất kỳ nơi nào mong muốn. Các tàu tuần dương của Iran có thể hiện diện một cách tự nhiên ở bất kỳ khu vực nào trên đại dương khi chúng tôi có thể phóng tên lửa từ chúng sẽ không còn chỗ an toàn cho bất kỳ tàu nào tìm cách khiến chúng tôi bất an. Tổng tư lệnh Salami cho biết với sự xuất hiện của một số lượng lớn máy bay không người lái, tên lửa hành trình và thậm chí cả tên lửa đạn đạo với độ chính xác cực cao, có khả năng nhắm vào các tàu chiến trên biển, sức mạnh tấn công và phòng thủ của Hải quân IRGC thể hiện sự kết hợp rất phức tạp và có tính kết nối, cùng năng lực tối tân và hiện đại. Ông cảnh báo, IRGC và các lực lượng vũ trang Iran sẽ đưa ra những phản ứng phù hợp và cứng rắn đối với bất kỳ âm mưu và hành động thù địch nào. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, tên lửa hành trình Talalai có tầm bắn hơn 1.000 km và là tên lửa thông minh có thể thay đổi mục tiêu khi đang thực hiện nhiệm vụ bên cạnh tên lửa hành trình talae -e, hải quân iran còn nhận thêm máy bay trực thăng trinh sát máy bay không người lái và tên lửa hành trình trên biển phía iran đồng thời khẳng định tất cả các thiết bị này đều do ngành công nghiệp quân sự iran thiết kế và sản xuất mặc dù các nhà phân tích quân sự phương tây cho rằng iran đang phóng đại khả năng của nước này song iran nhấn mạnh tên lửa và máy bay không người lái sản xuất trong nước vẫn đóng vai trò then chốt trong kho khí tải quân sự của tehran bộ quốc phòng mỹ cáo buộc một máy bay không người lái được gửi từ Iran đã tấn công một tàu chở hóa chất treo cờ Liberia ở nội Dương. Sự cố này đã cho thấy căng thẳng gia tăng và trở thành nguy cơ mới đối với các tuyến đường vận chuyển qua khu vực Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra ở giải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Iran phủ nhận các cáo buộc của Mỹ liên quan tới bất ổn trong khu vực, đặc biệt là việc phiến quân Houthi ở Yemen tấn công các tàu vận chuyển qua khu vực Biển Đỏ. Cụ thể, sau khi Nhà Trắng chỉ trích Iran cung cấp thiết bị bay không người lái, tên lửa và tình báo chiến thuật để giúp lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các tàu, ngoại trưởng iran hossein amira cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ ông đồng thời nói rằng tình trạng mất an ninh hiện nay ở biển đỏ chỉ có thể được giải quyết nếu các cuộc tấn công nhằm vào giải gaza chấm dứt chuẩn tướng mohammad reza nadi chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc tuyên bố biển địa trung hải có thể bị phong tỏa nếu mỹ và các đồng minh tiếp tục làm gia tăng xung đột ở gaza iran không tiếp giáp địa trung hải và không kiểm soát cửa ngõ nào ở vùng biển này Tuy nhiên, tướng Nắc đi tin rằng sự ra đời của những lực lượng kháng chiến mới trong khu vực sẽ khiến các tuyến đường biển bị phong tỏa. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Mỹ Sencom ngày 13 tháng 2 thông báo, lực lượng hậu thi do Iran hậu thuẫn phóng hai tên lửa phía eo biển Bab al-Mandab. Cả hai tên lửa đều nhằm vào tàu hàng Star Iris, treo cờ quần đảo Marshall thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp đang chở ngô từ Brazil đi qua biển đỏ. Theo Sencom, vụ tập kích khiến tàu hàng Star Iris bị hư hại nhẹ và không gây thương vong cho thủy thủ đoàn, Đáng chú ý, điểm đến của tàu Star Iris là Banda e Emam Khomeini, Sencom đề cập tới thành phố cảng miền nam Iran. Trước đó, Iaya Sare, phát ngôn viên Houthi cho biết, lực lượng này tập kích tên lửa tàu hàng Star Iris của Mỹ trên biển đỏ, khẳng định đòn đánh trực diện và chính xác. Ông Sare tuyên bố, Houthi sẽ không ngần ngại mở các cuộc tấn công nhằm đáp trả Mỹ và Anh. Thành viên nhóm phân tích dữ liệu Kepler, Isan Bhanu nhận định tàu Star Iris cũng như các phương tiện chở hàng tới Iran không chuyển hướng khỏi Biển Đỏ có lẽ vì không sợ các đợt tập kích từ Houthi do lực lượng này có điểm đến của chúng là thân thiện. Một quan chức phụ trách an ninh trong khu vực nhận định vụ tập kích tàu hàng Stariris có thể được dựng lên để cho thấy Iran không kiểm soát Houthi và lực lượng này hoạt động độc lập. Quan chức này cho biết Houthi đã thông báo cho Iran trước khi tấn công tàu Stariris. Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào lực lượng Houthi của Yemen. Theo hãng tin AFP, Mỹ đã thực hiện 7 cuộc tấn công tự vệ, phá hủy 4 tàu mang theo máy bay không người lái có trang bị chất nổ và 7 bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm di động có thể nhắm mục tiêu vào các tàu ở biển đỏ của Houthi. Trong một thông báo, Bộ Chỉ huy nêu rõ, chúng là mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu hải quân và tàu hàng Mỹ trong khu vực. Những hành động này sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn, bảo đảm hơn cho hải quân và tàu buôn Mỹ. Lực lượng Houthi chưa có bất kỳ bình luận nào về thiệt hại nói trên. Kể từ tháng 11 năm 2023, Lực lượng Houthi đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền có liên quan đến Israel ở Biển Đỏ, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công của Israel ở Gaza và bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Tuy nhiên, những hành động này gây nguy hiểm cho các hoạt động vận chuyển trên tuyến đường thương mại quan trọng giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu. Gần đây, Mỹ và Vương quốc Anh được sự hậu thuẫn của các đồng minh khác đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào kho vũ khí tên lửa của Houthi và các địa điểm khởi động cho các cuộc tấn công của lực lượng này. Các cuộc tấn công ở Yemen diễn ra song song với chiến dịch trả đũa sau vụ ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Mỹ đã thực hiện đợt trả đũa đầu tiên, tấn công 85 mục tiêu ở Iraq và Syria có liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, và các lực lượng mà nước này hậu thuẫn, vụ việc đã sát hại gần 40 người. Các cuộc tấn công kể trên là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát giữa lực lượng Hamas của người Palestine và Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023.